Hello mọi người, lại là mình Kim Mi nè. Như mọi người đã biết là mình vừa mới sang Hàn và hôm nay là ngày đầu tiên của mình. Nên là mình với cả anh trai sẽ đi mua một ít đồ, đi siêu thị nữa. Và hôm nay thì mình sẽ cho mọi người biết là rồi sinh bọn mình hay mua đồ ở đâu nhá. Ngoài siêu thị ra thì có những cái chỗ mua đồ nó siêu rẻ luôn ý. Nó là No Brand 2. Đây chính là outfit đi chợ của mình nè. Bởi vì đi cùng với anh trai thì mình không mang gì hết, mang đúng theo người một cái khẩu trang luôn. Lý do vì sao thì mọi người cũng biết rồi đấy. Bây giờ thì cùng mình đi nhá. Let's go. Đi từ xa xa đến đã thấy anh mình đứng đợi mình ở bến xe buýt rồi các bạn ạ. Vâng, cái con người không đeo khẩu trang kia chính là anh trai mình đấy. Bây giờ Hàn Quốc bỏ lệnh đeo khẩu trang rồi nên là bọn mình không đeo cũng không sao nha. Chỉ cần đeo ở chỗ đông người thôi. Đây chính là con phố Sinchon, náo nhiệt đông đúc nhỉ. Nắng xinh quá nên mình bắt anh mình quay cho mình cảnh chạy tung tăng. Cái áo xinh này có 3 màu, mình vẫn đang mở bán ở bên Kimmy Fashion nhá. Bạn nào muốn mặc đồ với mình thì có thể đặt ngay một em bởi vì đang sale rất là rẻ. Bây giờ thì chúng mình lại quay trở lại với con đường đông đúc này thôi. Hôm nay là cuối tuần, bây giờ còn đang là giờ tan học tan ca nữa. Thế nên mọi người có thể thấy là rất là đông người. Bình thường mua đồ dùng gia dụng, đồ trong nhà, đồ học tập các thứ thì mình hay mua ở Daiso. Còn ở No Brand thì bán đồ ăn này, thực phẩm thiết yếu các thứ. Nghe No Brand là mọi người cũng biết rồi đúng không? Nó bán đồ kiểu không có thương hiệu ấy, nên là đồ đây rất là rẻ và đa dạng nữa. Trong này không khác gì siêu thị luôn, có từ hoa quả, thịt, rau. Đồ ăn sẵn như kiểu gà chiên, mì ý, pizza các thứ cũng có hết. Giá đồ hộp ở đây thì sẽ rẻ hơn ở ngoài siêu thị. Còn đồ ăn tươi thì mình không chắc nữa. Đặc biệt là kim chi ở đây siêu rẻ luôn nè. Một hộp to đùng này có gần 10.000 thôi. Thế là anh em mình đã lấy một hộp. Bởi vì kim chi ở bên Hàn thường thì nó rất là đắt ý. Các loại sữa nước uống ở đây cũng rẻ nữa. Chắc mọi người đều biết nhưng mà sữa ở Hàn rẻ hơn nước lọc đấy. Các loại snack đồ ăn vặt cũng thế này, chỉ hơn 1.000 đến 2.000 thôi. Về tỷ giá thì bây giờ tiền won đang rẻ nên là mọi người có thể nhân với 17, 18 gì đấy. Có đầy đủ mọi thứ, không thiếu cái gì luôn. Từ đồ ăn, đồ đóng hộp, gia vị, trà, bánh kẹo, đồ ăn vặt, cơm, cháo gì có hết luôn. Có cả đồ gia dụng trong nhà nữa cơ. Bánh mì tươi cũng có luôn nha. Có nhiều cái hay cực như là ống hút các vị như này này. Nhưng mà mình không dám mua. Chắc là mọi người không còn xa lạ gì với Daiso rồi đúng không? Cho mình vào trong Daiso cả ngày cũng không chán mất. Ở trong này thì đồ siêu rẻ luôn. Kiểu chỉ có từ 1.000 này đến mấy nghìn thôi. Nói chung là không có cái gì đắt hết. Mà nhìn gì cũng muốn mua luôn. Có bộ siêu tập khẩu trang của BTS làm người mẫu đại diện nè. Bạn nào thích không mình pick về cho. Ở trong này thì đồ dùng các thứ rẻ lắm. Nên là thỉnh thoảng hết đồ trong nhà bọn mình lại ra mua. Nhà mình nhìn sơ sơ là cũng đầy đủ, chả thiếu thứ gì. Nên là hôm nay cứ đi ngắm nghía một vòng thôi. Cần gì thêm thì mua. Tối nay không nghĩ ra ăn gì nên anh em mình đã ghé vào quán cơm canh siêu rẻ này. Quán này thì mình ăn từ hồi mới sang rồi ấy. Nó mới tăng giá lên 1.000, ngày trước còn 5.000 một bát, nhầm một suất thôi. Bây giờ là 6.000, nhưng mà ở Hàn một suất cơm canh thế này như thế là rẻ đấy. Đồ ăn kèm ở đây thì thường sẽ có kim chi với cả củ cải muối. Không hiểu sao mình thấy kim chi ở đây rất ngon luôn nhá, cảm giác nó tươi ấy. Còn củ cải muối thì hơi nhạt một chút xíu. Trong lúc đợi đồ ăn ra, mình ăn gần hết ban chan luôn á. Hôm nay mình ra tay gọi món, mình gọi cho anh mình canh kim chi với cơm. Nhìn mặt ổng kìa. Bởi vì một tảng kim chi ở đây rất là to ấy, nó lại còn chua nữa cơ. Thế nên là anh mình có biểu cảm như thế cũng không sai đâu. May là còn có một cục thịt đi kèm. Mình là một đứa không thích ăn cơm mà nhìn bát cơm trắng nóng hôi hổi thế này lại thấy thèm cơ. Được cái cơm ở đây rất là dẻo và ngon. Mình có lòng tốt giúp anh trai cắt kim chi nhưng mà không may bắn lung tung, thế là anh không khiến nữa. Đây là cơm canh của mình gọi bulgogi, là canh thịt bò ấy, kiểu được tẩm ướp gia vị. Và đặc biệt món này cũng là món khoái khẩu của anh trai mình nữa, nhưng rất tiếc nó đã thuộc về mình. Mọi người ăn gia vị thịt nướng Hàn Quốc rồi thì sẽ biết là canh này có vị như nào đấy. Nó hơi ngọt ngọt một chút. Ở trong là rất nhiều thịt bò, miếng nào miếng đấy cũng ngập ngụa gia vị. Ừ.
ăn nổi canh kim chi nữa nên đã đổ cho mình để lấy canh thịt bò. Không sao, cái gì mình cũng ăn được hết á. Các bạn cứ yên tâm là mặc dù cay nhưng mà mình vẫn cố để ăn hết nha. Mình không phải là người bỏ phí đồ ăn đâu. Ăn xong thì anh em mình đi dạo một chút, bởi vì hôm nay cuối tuần nên là kiểu gì ở Sinchon cũng sẽ có ca nhạc, mọi người đến nhảy nhót các thứ. Bây giờ vẫn sớm ý, nên là vẫn chưa đông lắm đâu. Tối tối một chút thì mọi người sẽ được ngắm các anh trai chị gái xinh đẹp đến nhảy cover K-pop. Trên đường về nhà mình sẽ đi qua đảo Yonsei nè, anh em mình đã đi thẳng vào Yonsei, coi như là đường tắt để về nhà mình luôn á. Trong trường đẹp lắm, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp ý. Nhà mọi người có thể thấy rất là nhiều băng rôn luôn. Trưa nay mình đi qua có nhiều băng rôn buồn cười cục, nhưng mà chắc mọi người tháo bớt ra mang về rồi. Đấy, nhìn các anh chị tốt nghiệp xong, tự nhiên ngẫm lại không biết bao giờ mới đến lượt mình đây. Trường Yonsei to cả rộng hơn trường mình nhiều, anh mình còn bảo mình là thổ địa Yonsei mất. Ồ đúng rồi, từ ngày sang đây thì mình kiểu chỉ đi loanh quanh Yonsei chứ có đến trường mấy đâu. Để hôm nào mình đến trường mình sẽ quay vlog cho các bạn xem trường Soka của mình như thế nào nhá. Đây là sân bóng cả sân thể dục này. Chiều nay có trận đá bóng của trường Yonsei với trường Myeongchi, thế nên là anh em mình đã ngồi lại để xem. Nhìn anh mình xem chăm chú thế chứng tỏ mê anh nào trong này mất rồi. Quay thế nào mà có quả bóng rơi ở đầu ấy. Xem nào, bóng chán chê đến gần tối thì bọn mình đi về. Tất nhiên ai là người xách đồ thì các bạn cũng biết rồi đấy. Anh em mình về xong bây giờ lại đi siêu thị tiếp các bạn ạ. Hôm nay quả là một ngày đi mua sắm. Ngày mua sắm oai nhở. Thật ra chỉ mua đồ ăn, đồ cần thiết trong gia đình thôi. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra siêu thị ở gần nhà. Sau hơn một năm trời đi xung quanh đây khảo giá các thứ thì siêu thị này là siêu thị rẻ nhất rồi các bạn ạ. Đồ đây lại còn hay sale nữa cơ. Hoa quả, rau giá, thịt thiếc đều rất là tươi. Thật ra mục đích chính của chuyến đi chỉ để mua chanh thôi, nhưng mà lỡ mua thêm hơi nhiều thứ. Đây, bọn mình đã mua đồ nhắm để về ăn thịt bò khô. Thì mình có hai cái chai này. Hai chai này ngày xưa hồi còn bé bọn mình cực kỳ thích luôn. Bây giờ mình quên mất vị nó như thế nào rồi. Mình quên luôn cách uống. À đây, sẽ kéo cái này lên đây xong rồi tu ấy. Đây là đồ ăn Trung Quốc mà mình rất thích. Cay lắm luôn ấy. Bỏ
này không cay gì hết luôn. Nó bị giòn quá nên mình không thích lắm. Nó chả đúng thịt đi à? Răng của mình nhà răng xong nó bị chìa ra, bị bọc. Nhà mình sẽ phải chăm chỉ để răng lại. Thế là mình sẽ phải ăn ít hơn các bạn ạ.